Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Tác dụng chữa bệnh không ngừ của lá vối, uống cách này cả đời không lo bệnh tật. Xin kính chào quý khán thính giả của kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, nhắc đến những loại cây dân dã và quen thuộc ở các làng quê Việt Nam thì có lẽ chúng ta không thể bỏ qua được lá vối, đúng không nào? Mỗi khi được thưởng thức hương vị thơm nhẹ mang mát ấy là ký ức tuổi thơ lại ùa về trong lòng mỗi người. Người Việt Nam thường thu hái nụ lá của cây để làm pha nước uống mỗi ngày, giúp thanh nhiệt cơ thể. Thậm chí nhiều người còn truyền tai nhau về cả những công dụng chữa bệnh của lá vối. Song để thực sự hiểu hết về loại lá này, công dụng của chúng ra sao, cách sử dụng như thế nào thì không có quá nhiều người hiểu hết. Ngày hôm nay, Sức Khỏe Tự Nhiên sẽ dành thời lượng của video để cùng quý vị khám phá những công dụng tuyệt vời mà lá vối mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu qua về cây lá vối với sức khỏe con người. Từ xa xưa, hình ảnh cây vối đã trở nên rất quen thuộc đối với người dân ở các làng quê khu vực Bắc Bộ. Nếu như người dân miền Nam có nước trà xanh, thì người dân miền Bắc lại đặc biệt ưa chuộng món trà lá vối. Cây lá vối là loại cây thuộc họ sim, mọc chủ yếu ở các nước có khí hậu nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Có hai loại vối được sử dụng chủ yếu, bao gồm vối nếp, lá có màu vàng xanh và kích thước nhỏ hơn bàn tay, và vối tẻ, lá to hơn, màu xanh thẫm và có hình thoi, cây rất dễ sinh trưởng và phát triển, khi trưởng thành có thể cao đến 6 mét. Loại cây này thường được người dân đem về trồng trước nhà, vừa để lấy bóng mát, vừa tận dụng, nấu nước uống. Trong những ngày hè nóng nực, bà con ta thường hái lá vối và nụ vối về nấu nước uống để giải nhiệt cho cơ thể. Đặc biệt trong lá vối rất giàu dược tính nên được sử dụng như một vị thuốc chữa bệnh. Nghiên cứu hiện đại cho thấy trong lá vối có chứa nhiều tinh dầu và rất nhiều hợp chất quý như tannin, chất kháng sinh cùng nhiều loại vitamin, polyphenol, khoáng tố, tốt cho sức khỏe. Những chất này có tác dụng chống oxy hóa, diệt khuẩn, giảm mỡ máu, ổn định đường huyết, nâng cao sức khỏe đường ruột. Theo y học cổ truyền, lá vối có công dụng tiện tỳ, giúp kích thích tiêu hóa, ăn uống ngon miệng hơn. Ngoài ra vị đắng của lá vối còn kích thích đường ruột, tiết ra nhiều dịch vị hơn để tiêu hóa thức ăn, cũng như tạo ra lớp màng trắng, bảo vệ niêm mạc ruột khỏi sự tấn công của vi khuẩn. Trước sự ra đời của rất nhiều loại trà thơm ngon, hấp dẫn, lá vối vẫn được người dân ưu ái sử dụng, pha trà uống. Đó là do người ta đã biết đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời của lá vối đối với sức khỏe. Công dụng thứ nhất, điều trị viêm đại tràng. Phân tích các thành phần có trong lá vối và nụ vối, các nhà khoa học đã phát hiện ra nhiều hợp chất quý như Staphylococcus hay Salmonella. Chúng có tác dụng tương tự như một loại thuốc kháng sinh, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, nhưng an toàn hơn và không gây các tác dụng phụ. Ngoài ra, chất tannin có trong lá vối còn có khả năng kích thích đường ruột, tiết ra nhiều dịch vị để thức ăn được tiêu hóa nhanh chóng. Qua đó ngăn ngừa chứng táo bón, giảm đầy bụng, khó tiêu do bệnh viêm đại tràng gây ra, giúp bệnh nhân ăn uống ngon miệng hơn. Cách sử dụng lá vối trong việc điều trị viêm đại tràng như sau. Dùng lá vối, bệnh nhân hái một nắm lá vối tươi, đem rửa sạch, vò sơ cho nát rồi cho vào ấm trà. Chén nước sôi vào ủ khoảng 15 phút, rồi rót ra, uống nhiều lần cho hết. Nụ vối, lấy 15g nụ vối đem nấu nước đặc, chia làm 3 lần uống. Vỏ và thân cây vối, bệnh nhân dùng khoảng 6g vỏ và thân cây vối băm nhỏ ra, sau đó sắc lấy nước uống. Công dụng thứ hai, chữa các bệnh lý ngoài da. Đây cũng là một trong những tác dụng của lá vối được nhiều người biết tới. Cũng nhờ chứa chất kháng sinh, diệt khuẩn tự nhiên mà lá vối được dân gian sử dụng để chữa các bệnh lý ngoài da như bệnh viêm da, ghẻ ngứa, mụn nhọt, rôm sảy. Trường hợp bị viêm da, lá vối rửa sạch bằng nước muối pha loãng rồi giã nát, chắc lấy nước cốt, bôi lên chỗ cần điều trị. Hoặc sắc lá, lấy nước đậm đặc,
thoa lên chỗ tổn thương ngày 2 đến 3 lần. Chữa ghẻ lửa, mụn nhọt, chóc đầu. Dùng lá vối nấu nước để tắm gội hàng ngày. Công dụng thứ ba, hỗ trợ điều trị bệnh gút. Gút là căn bệnh mãn tính khó chữa. Vì sử dụng thuốc đặc trị bệnh đôi khi đem lại rất nhiều tác dụng phụ ngoài ý muốn. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, nhiều bệnh nhân tìm đến các phương thuốc dân gian để chữa bệnh gút, trong đó có bài thuốc từ lá vối. Nghiên cứu hiện đại cho thấy lá vối có tác dụng lợi tiểu, giúp tăng cường khả năng đào thải axit uric ra ngoài qua đường nước tiểu. Bạn có thể dùng 15g lá vối hoặc nụ vối sắc lấy nước đặc, chia thuốc làm 3 phần đều nhau, uống hết trong ngày. Công dụng thứ tư, giảm tình trạng máu nhiễm mỡ, mỡ máu cao, giảm cân. Nhắc đến những công dụng của lá vối, nhiều chị em sẽ nghĩ ngay đến khả năng giảm cân của loại lá này. Với thành phần tannin dồi dào, lá vối giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm tăng khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể, đánh tan lượng mỡ dư thừa trong cơ thể. Nhờ đó nó được sử dụng như một phương thuốc điều trị máu nhiễm mỡ và giảm cân hiệu quả. Lấy 20g lá vối và nụ vối hãm uống thay trà hàng ngày. Trong quá trình sử dụng nên theo dõi cân nặng và đi làm xét nghiệm kiểm tra mỡ máu thường xuyên để theo dõi được kết quả. Công dụng thứ 5, lá vối trị tiểu đường. Mới đây các nhà khoa học Nhật Bản đã phát hiện ra thêm một tác dụng của cây lá vối nữa, đó chính là khả năng chữa bệnh tiểu đường. Qua thử nghiệm trên động vật, các nhà khoa học đã phát hiện ra nụ vối có khả năng làm giảm lipid và giữ lượng đường huyết trong máu luôn ở mức ổn định. Với công dụng này, bạn có thể áp dụng cách làm như sau. Lấy 20g nụ vối hãm nước uống hoặc kết hợp nó với các nguyên liệu khác như hoa đại, hoa gạo, nhẫn đông hoa và hoa cúc. Mỗi thứ một ít, lượng bằng nhau, dùng pha trà uống mỗi ngày để ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết trong máu. Công dụng thứ 6, chữa viêm gan. Các hoạt chất được tìm thấy trong rễ của cây vối có tác dụng tiêu diệt đối với hầu hết các loại vi khuẩn và trực khuẩn, phế cầu. Nó giúp hỗ trợ thải độc gan, bảo vệ các tế bào gan trước sự tấn công của các tác nhân gây hại. Rễ cây vối đào về rửa sạch, sắc lát mỏng và phơi khô. Mỗi ngày lấy 100-200g, nấu nước uống thay thế một phần nước lọc. Công dụng thứ 7, trị mụn. Lá vối có tác dụng gì đối với người bị mụn? Bạn biết không, lá vối có tác dụng chống oxy hóa cực mạnh. Nó giúp ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do gây hại cho da, đồng thời tiêu diệt sạch vi khuẩn gây mụn. Nấu nước lá vối xông hơi và rửa mặt mỗi tuần 2 lần, da sẽ láng mịn và sạch mụn. Ngoài ra, còn vô số những tác dụng của lá vối đối với sức khỏe con người, không phải ai cũng biết như trị nóng trong, thanh nhiệt, trị bỏng da. Bạn không nên bỏ qua phương thuốc chữa bệnh tự nhiên tuyệt vời này. Hy vọng rằng với thông tin trên, bạn đã hiểu hơn về những tác dụng của cây lá vối và biết thêm được những bài thuốc quý nhưng cực kỳ đơn giản và dễ áp dụng cho mình cũng như những người thân yêu xung quanh mình nhé. Quý vị thân mến, xã hội ngày càng phát triển, song điều đó không có nghĩa người ta lãng quên đi những nguyên liệu dân gian vốn được kiểm chứng hàng trăm năm qua do các cụ truyền lại cho con cháu nhiều đời. Tuy nhiên, lá vối cũng giống như bất cứ nguyên liệu nào khác. Nếu bạn sử dụng sai cách, lạm dụng chúng thì rất có thể sẽ phải gặp những tác hại ngoài mong muốn. Cụ thể đó là những tác dụng phụ nào, hãy cùng tiếp tục tìm hiểu trong phần tiếp theo của video nhé. Không thể phủ nhận lá vối có nhiều công dụng quý đối với sức khỏe. Tuy nhiên, việc sử dụng lá vối không đúng cách hoặc uống quá nhiều sẽ đem đến một số tác hại cho sức khỏe như sau. Thứ nhất, uống nước vối khi đói bụng và sau khi ăn no. Vậy hiện tượng mọi người uống nước vối khi đói bụng thường hay bị còn cao là do nước vối có tác dụng thúc đẩy tiêu hóa, chống đầy bụng, ăn ngon miệng. Vì tác dụng này, nên uống khi đói làm nhu động ruột hoạt động nhiều, gây cảm giác thèm ăn, mệt mỏi, say sẩm mặt mày, mất năng lượng. Bởi vậy, ngoài tác dụng của nước vối, người dùng cần lượng thể trạng, sức khỏe để uống sao cho có hiệu quả nhất. Bên cạnh đó,
uống nước vối sau khi ăn sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn tự nhiên. Thứ hai, uống nhiều nước vối gây ảnh hưởng đến hệ bài tiết. Tốt nhất, không nên uống nước vối quá nhiều sau khi ăn, có thể gây cản trở hấp thu dưỡng chất. Nếu pha loãng thì không ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãm lấy nước uống thay trà trong ngày, kết hợp với chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp. Thứ ba, hạn chế uống nước lá vối tươi. Lá vối tươi có tác dụng kháng viêm và kháng khuẩn rất mạnh, có thể dẫn tới tình trạng hao huyết và tiêu diệt những vi khuẩn có lợi. Bất cứ loại thảo dược hay thuốc bổ nào, nếu lạm dụng cũng có thể gây ra những hậu quả nhất định. Việc uống quá nhiều nước lá vối đôi khi lợi lại thành hại vì nó gây rối loạn tiêu hóa do người sử dụng. Thứ tư, người đang điều trị bệnh không nên uống nước lá vối. Người đang dùng thuốc Tây hay uống thuốc Nam để điều trị bệnh thì không nên dùng nước lá vối. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ vì các vị thuốc có thể gây xung đột, sinh ra tác dụng phụ. Người già yếu và trẻ em dưới 12 tuổi cũng không nên uống nước lá vối. Phụ nữ có thai cũng cần thận trọng khi dùng. Không nên uống nước lá vối đặc làm ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Cũng không nên uống quá nhiều nước lá vối để hạn chế những tác hại, cũng như phát huy được hết những tác dụng của lá vối. Thì dù sử dụng nó với bất cứ mục đích gì, bạn cũng cần lưu ý một số điều sau đây. Mỗi ngày chỉ nên uống 1 ly lớn nước lá vối là đủ, không nên uống thay thế hoàn toàn cho nước lọc. Đảm bảo trong khâu sơ chế nguyên liệu. Với lá vối tươi, bạn cần rửa qua nhiều nước cho sạch bụi bẩn và ngâm với nước muối ấm để tiêu diệt hết vi khuẩn còn sót lại. Trường hợp dùng lá vối khô, bạn cần phơi cho thật khô rồi tích trữ trong bịch ni lông. Mỗi lần lấy ra sử dụng, nhớ gọt kín miệng bao lại để khỏi bị ẩm mốc. Trong quá trình phơi lá vối có thể dính bụi bẩn, vì vậy bạn cũng cần rửa lại với nước trước khi pha uống. Để pha nước lá vối không quá đặc hoặc quá loãng, bạn áp dụng công thức 1 nhắm nhỏ hãm hoặc nấu với 1,5 lít nước là đủ. Nếu muốn giảm vị đắng thì cho thêm 2 lát cam thảo. Khi hãm trà vối, cần lưu ý chắc bỏ lượt nước đầu tương tự như pha trà xanh, hãm 15 phút cho dưỡng chất trong lá vối ra nước hết. Nếu muốn giảm vị đắng thì cho thêm 2 lát cam thảo. Khi hãm trà vối, cần lưu ý chắc bỏ lượt nước đầu tương tự như pha trà xanh, hãm 15 phút cho dưỡng chất trong lá vối vơi ra nước hết thì mới dùng. Trên đây là những tác dụng của lá vối cũng như cách sử dụng lá vối đúng cách để đạt được những lợi ích tốt nhất về mặt sức khỏe. Ngày nay, cây lá vối được nhiều người chặt bỏ đi nên rất khan hiếm. Bạn nên mua ở những địa chỉ uy tín để đảm bảo được lá vối thật, không bị pha lẫn bất cứ loại lá nào khác. Ngoài ra, nếu có bất cứ thắc mắc hay điều gì muốn chia sẻ, bạn có thể để lại bình luận bên dưới video này để Sức Khỏe Tự Nhiên được biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.